Đây, chị cầm cái mở này. Đây. Dạ. Giờ chỉ ra nhờ Hân Vĩnh hoặc nhà anh ấy là cắt một cái khổ đó 50 phân ra về làm được nhỉ? Cái thằng cầu nó làm như cái này hết bao tiền, cái vòng này vòng vẽ hơn. Gửi lượng nhiều không? Chục đơn. Chục đơn nhỉ? Đây gửi cháu ít cho nên gửi hết chứ đừng. Không hết được. Gửi hết ra xem. Chưa được. Quen quen đấy ạ. Gì? Quảng cáo các cái gì thì đừng bảo, đừng nói chuyện uống rượu và đừng nói chuyện với bọn thằng Thành. Đấy, chị mình làm nhà mình thôi, đừng nói chuyện gì. Có nói đâu. Cậu Phong cái gì cũng quê à. Cứ khoe đấy khoe đâu mà khoe rượu với thằng Thành hoặc ngồi